Thưa quý vị và các bạn, với những khán giờ theo dõi thường xuyên của chương trình 22 giờ cộng 2, những cư dân mạng thực thụ thì hẳn là đã nghe qua cái từ khóa là streamer đúng không ạ? Đây là một cái nghề không còn xa lạ đối với cộng đồng mạng cũng như là những game thủ, nhưng mà còn đối với những người lớn tuổi hơn một chút hoặc là những người không hề quan tâm gì đến máy tính thì cái tên này vẫn còn rất là lạ lẫm lắm. Và hãy cùng chúng tôi xem qua một đoạn clip ngắn sau đây để cùng tìm hiểu thêm về cái nghề streamer này là như thế nào quý vị nha. Trong sự phát triển của ngành công nghiệp game nói chung, streamer đang trở thành một nghề, một xu hướng mới cho các game thủ. Đây là công việc dành cho những bạn có đam mê với các tựa game, có kỹ năng tốt và khiếu hài hước. Như vậy, streamer là gì? Streamer là những người phát sóng trực tiếp hay còn gọi là streaming khi chơi trò chơi điện tử. Hay hiểu một cách đơn giản hơn, thực chất công việc này được nhìn nhận khá giống với công việc của một bình luận viên bóng đá. Nhưng khác ở chỗ, streamer là bình luận cho game. Việc phát trực tiếp có thể thực hiện qua các nền tảng trực tuyến như Twitch hay YouTube và Facebook. Tại Việt Nam, các cái tên đóng góp đầu tiên và hàng đầu trong lĩnh vực này có lẽ phải nhắc đến Piu Piu, Virus và không ít những nữ streamer nổi tiếng xinh đẹp như Misty, Suka, Linh Ngọc Đàm hay Yuri. Những streamer này có một lịch làm việc dày đặc trên 8 tiếng mỗi ngày trước máy tính để cống hiến và phục vụ cho người xem và yêu thích game. Và với xu hướng phát triển như hiện nay, có thể khẳng định rằng streamer, caster cũng là một nghề. Và việc mở ra các kênh stream trên nền tảng khác nhau cũng là một xu hướng mới giúp các game thủ có thể thỏa mãn đam mê của mình cũng như kiếm được tiền từ những đam mê của mình. Vâng thưa quý vị, và ngày hôm nay để cùng trò chuyện với chúng tôi về câu chuyện này thì chúng tôi đã mời đến trường quay một streamer đúng chuẩn và được cộng đồng mạng ủng hộ nhiệt tình trong thời gian qua. Và anh đã phải cất công bay từ thành phố Hồ Chí Minh trở ra Hà Nội cũng với một lý do, đó chính là để cho quý vị và các bạn cùng hiểu hơn về cái nghề này. Xin được chào mừng Piu Piu đã quay trở lại với chúng tôi. Xin chào anh Việt Cường cũng như là xin chào tất cả quý vị các bạn đang có mặt trên màn ảnh của VTC. Ngày hôm nay thì lại được ngồi với anh Việt Cường, lại được nói chuyện, lại được thoải mái, rất là vui điều đó. Rồi, nếu như mà trong chương trình lần trước có Cường thì hỏi xoáy cho đối bạn đáp xoay thì ngày hôm nay Cường muốn chương trình này sẽ là một diễn đàn của bạn. Vì sao quyết định, vì mà bạn đã đi du học ở Úc về rồi không tiếp tục theo đuổi cái ngành học của mình mà trở thành một streamer vậy Biu Biu? Bởi vì thật sự thì ngay lúc mà mình ở bên Úc á, là mình cũng đã từng được đi phỏng vấn ở ngân hàng, rồi mình cũng đã từng đi làm ở một cái gọi là cơ sở về kế toán nhỏ rồi. Cho vay, mua nhà, mua xe, chắc ở đây các kế toán hay làm ngân hàng đều đã trải qua rồi. Mình làm và mình cảm thấy cuộc sống nó cứ loanh quanh mãi như vậy, mình không chịu được. Và bản thân mình lúc đó thì mình đang có rất là đam mê rất là lớn với cái nghề này. Và lại có một lời mời, một lời đề nghị và một cơ hội le lói cái lúc đó là hãy về Việt Nam và làm được. Và mình đã chọn và lấy cái cơ hội đó. Rất hiếm những người trong xã hội, người ta mạnh dạn có một sự quyết định táo bạo như vậy để mà người ta thành công. Không biết là cuộc sống của một streamer nó có khác gì, nó có đặc biệt gì hơn so với của một công nhân viên chức bình thường như tôi chẳng hạn hay không? Đặc thù hơn rất nhiều, đó là các bạn thường sẽ ngủ dậy vào lúc 10 giờ đến 12 giờ sáng. Hoặc đôi khi là muộn hơn là từ 2 đến 3 giờ chiều nếu như các bạn muốn ngủ sâu, ngủ muộn hơn một chút xíu. Và các bạn sẽ đi ăn, đi uống, nghỉ ngơi và công việc của mình hiện nay bắt đầu vào tầm khoảng 2 giờ chiều, 1-2 giờ chiều. Còn nếu như mà các bạn muốn đi sâu vào streaming và làm liên tục ngoài không làm gì khác nữa thì bạn bắt đầu từ khoảng 4-5 giờ chiều và bạn stream đến khoảng có khi là 12 giờ đêm. Cái thời gian biểu mà tôi nghĩ là khá là khắc nghiệt nhỉ. Yep. Bởi vì tôi thì thường hay cũng xuất hiện những chương trình buổi sáng đó, thì mình cũng biết cái cảm giác là nếu mà mình thức khuya quá mà mình ngủ lại vào ban ngày, cảm giác rất là mệt. Cho dù là bạn ngủ trong một cái khoảng thời gian lâu cỡ nào đi nữa thì mình rất là khó chịu và mình rất là, tôi không biết phải nói như thế nào, mà cái cảm giác nó không hề quẻ hoại và có phần đôi khi mình còn cảm thấy nó lao lực. Chia sẻ một chút xíu như vậy để cho mọi người biết được là cái nghề này thật sự là nó cũng lắm gian truân và đầy khó khăn. Chính xác. Hiện nay thì xã hội đôi khi là nhìn vào những streamer như bạn thì họ có một cái định kiến như thế này là chỉ cần ngồi trước màn ảnh hay chơi game thật giỏi là bạn có thể làm được rồi. Và đôi khi họ cũng sẽ không nghĩ là cái điều kiện làm việc nó khắc nghiệt như vậy đâu. Bằng chứng là họ đã cho ra rất nhiều những cái từ hashtag mà tôi nghĩ rằng là để nói về cái nghề streamer này. Bây giờ tôi muốn hỏi Biu Biu là những cái từ này đúng hay không và bạn sẽ nghĩ gì nha. Rồi, ok. Xin được mời bộ phận kỹ thuật ạ. Đầu tiên là ở nhà. Chính xác, 90% nếu làm streaming thì hoàn toàn có thể ở nhà hoặc là đến công ty. Ở công ty làm về streaming ở Việt Nam thì không nhiều, nên là đa phần 80% số streamer ở Việt Nam hiện nay đều đang làm ở nhà và hoàn toàn có thể làm ở nhà rất tốt. Vậy thì bạn có nghĩ rằng là cái môi trường làm việc của mình nó hơi ù lì và thiếu năng động không? Đây là lý do vì sao mà sếp mình nói rằng là nên đi ra ngoài nhiều hơn. Cũng là cái setup đấy thôi, nhưng mà thay vì ở nhà thì hãy lên công ty để va chạm và có nhiều cái mối liên kết với xã hội hơn.
Nhàn rỗi. Ôi không hề. Không hề. Không hề có ekip, máy quay, rồi biên tập, rồi xây dựng hình tượng cho bạn ngay từ đầu đâu. Bạn phải tự nghĩ bạn nên làm gì, video như thế nào, highlight ra sao. Bạn phải tự cắt, tự up lên, tự chia sẻ, tự làm rất là nhiều thứ. Còn nếu như mà bạn vào công ty đi chăng nữa, bạn cũng phải là người định hướng bạn muốn làm gì thì công ty mới hỗ trợ được. Không hề nhàn rỗi tí nào mà cực kỳ bận. Có những ngày bạn có phải làm việc đến từ 14 đến 16 tiếng là bình thường. Wow. Vậy là bạn phải kiêm nhiệm rất nhiều những công việc. Chính xác. Từ giống như là chúng tôi trong truyền hình vẫn hay gọi là tổ chức sản xuất, biên tập rồi các kỹ thuật viên, đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi thêm cái nghề MC nữa để đúng mà rồi, nói. Đúng rồi, chính xác là Việt Cường đã rất là hiểu được cái mình vừa nói đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái hashtag thứ ba là gì nha. À, đúng và không đúng. Thu nhập cao có thể gọi là cao, nhưng mà để mà đến được cái tầm đấy thì các bạn phải rất là may mắn, có duyên, có thời. Rồi đôi khi là cái sự đánh đổi rất là lớn đó. Vì mình là đời đầu làm cái nghề này, làm streamer từ năm 2012, thì mình nói thật với các bạn là cho đến năm 2015, 16 thì bạn bắt đầu mới đủ sống với cái nghề này. Có nghĩa là 3-4 năm đầu tiên là mình phải đi làm nghề khác để nuôi đam mê ấy. Còn cái thu nhập thì không đáng kể, nhưng mà sau đó thì mới ổn. Hồi đó giờ Biu Biu có nghe cái biệt danh là chân dài triệu đô chưa? Nghe chứ. Rồi bây giờ bạn đang được mệnh danh là streamer triệu đô đó. No. Mình đi làm đủ sống, nuôi thân và lo cho gia đình, bố mẹ. Không dám nhận cái triệu đô đó. Rồi nha, các bạn nên nhớ là hôm nay là không phải là streamer triệu đô đâu nha. Người ta đã phủ nhận rồi đó. Rồi. Đúng rồi. Hãy xem cái từ tiếp theo là gì nào. Hãy xem mọi người. Không có tương lai. Tùy vào góc nhìn của mỗi một người. Bởi vì mình là đời đầu và mình đang phải là người đi phát cỏ. Vậy thì có tương lai hay không nó ở mình. Và mình rất mong mình sẽ làm được nhiều hơn nữa với cái đam mê này, với cái nghề này, để có thể là hàng chục, hàng trăm, mà có thể đôi khi trong năm nay đến năm sau là hàng ngàn. Hiện nay ở Việt Nam là hàng ngàn, có thể năm sau đến hàng chục ngàn người có thể có một lối đi dễ thở hơn và phát triển còn xa hơn mình. Mình hoàn toàn mong muốn vào điều đó. Thế nhưng trong mắt các bậc phụ huynh đi, tôi tạm gọi là trong mắt các bậc phụ huynh của các bạn gái chúng ta đi, sẽ nghĩ rằng những anh chàng mà khi mà theo nghề streamer là những anh chàng tại sao nó cứ ngồi, nó cứ gán mắt vô màn hình, nó chơi game hoài mà nó là nó kiếm ra tiền. Tôi nói thẳng ra luôn vậy đó. Rồi bây giờ nó thu nhập triệu đô hay là nó thu nhập trăm đô tôi không cần biết, mà tôi thấy nó ngồi hao mòn sức khỏe nè, cho dù tiền nhiều cái gì có nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì thời gian cũng bào mòn sức khỏe rồi, cũng sẽ không có tương lai đâu. Có chạnh lòng khi mà nghe người ta nói vậy không? Cũng hơi buồn, bởi vì họ chưa hiểu hết được cái nghề này không chỉ là cắm mặt vào game mà hoàn toàn có thể làm những cái khác mang lại giá trị cho xã hội, như làm talk show, tâm sự tình cảm, tư vấn và chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui với lại mọi người ở trên mạng xã hội. Thì rõ ràng là cái điều đấy đâu phải là chỉ có game. Ngoài ra thì chơi là một chuyện, nhưng có rất là nhiều các streamer hiện nay, các streamer trẻ không chỉ là đẹp trai, họ còn đi tập gym, họ hoàn toàn có thể có thời gian tập gym và họ còn được các phòng gym hỗ trợ, bởi vì mang lại hình ảnh cho các phòng gym đó và các hãng quần áo, rồi các hãng thời trang họ cũng bắt đầu liên hệ với các top streamer để có thể PR sản phẩm của họ. Thì rõ ràng là họ phải cập nhật cuộc sống, họ phải có thân hình đẹp rồi này kia, chứ đâu có chỉ là cắm mặt vào game. Wow, cũng xem là một khía cạnh mới của showbiz đây. Như hồi nãy bạn chia sẻ là bên cạnh cái ngoài cái việc là bạn phải tiếp xúc với game nhiều hay là bình luận game, thì cũng sẽ có những cái sự chia sẻ về các cái vấn đề trong cuộc sống. Có những cái câu chuyện buồn hay là những cái câu chuyện vui nào có thể chia sẻ với tôi cũng như là các khán giả của chương trình không? Nói thật với chương trình là sẽ có rất là nhiều câu chuyện mà chắc chắn là Việt Cường đấy không thể tưởng tượng nó xảy ra và sẽ chia sẻ ra. Ví dụ như có những bạn vì trầm cảm hay này kia và đi vào nghề làm gái chẳng hạn. Và sau cỡ khoảng 8 năm gì đó, 10 năm gì đó, họ muốn thoát ra. Họ muốn có một người tâm sự, và bởi vì họ quá trầm cảm. Có những người vợ ngoại tình muốn tự tử, mà không ở Việt Nam nha, ở nước ngoài. Trên mạng chỉ một vài câu chuyện thôi, mình nhận những câu chuyện đấy hàng ngày, hàng chục, hàng trăm câu chuyện. Và mình không trả lời hết được, mình chỉ giúp một phần nào đó thôi, và mình nhìn được kết quả sau một tuần, một tháng. Người để tư vấn tình cảm là một người phải trầm tính, một người phải có sự lắng nghe nhiều. Đôi khi là ít nói nữa. Nhưng Biu Biu thì hoàn toàn ngược lại, không trầm tính đâu, nói nhiều nữa. Rồi làm sao người ta tin, khán giả tin nhiều không? Rồi còn có kết quả nhiều, nhiều đến mức mà khiến cho mình cảm thấy mình yêu thích cái việc là mình phải tư vấn người ta không? Mình không nghĩ đến chuyện là đây là một cái nghề kiếm tiền, hay là phải yêu thích, hay mình phải nổi tiếng, nhiều người tin hay không. Mình chỉ nói là nếu như mà bạn cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra câu chuyện đấy với mình thì mình sẵn sàng lắng nghe. Còn nếu như bạn không tin và coi những điều mà mình đang nói ở đây là sàm, là chỉ là sách vở thôi, thì bạn hoàn toàn có thể nói và mình để ở đây và mình không nói gì lại. Sự lựa chọn đó ở bạn. Thôi bây giờ, mà tôi cũng rất là hào hứng với anh chàng này.
tự nhiên tôi cảm thấy chán cuộc sống này quá. Tôi không thích lắm với cái công việc tôi đang theo đuổi. Tôi cảm thấy là mình không có vượt ra được nhiều cái giới hạn của mình. Mặc dù là đối với nhiều người thì họ xem tôi là một cái gì đó rất là may mắn khi mà làm được một công việc được nhiều người biết đến nè. Rồi cũng rất là hạnh phúc nữa. Công việc của tôi thường kết thúc muộn, rồi hình như là đi về có một mình nhiều hơn, mà đôi khi mà người ta chỉ thấy được cái mặt của tôi trên truyền hình là nhiều thôi. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Ba câu hỏi. Đầu tiên, bạn chán công việc này đi, cứ cho là như vậy đi. Bạn đã có thích công việc gì khác không? Bởi vì rõ ràng mình cần thu nhập để chi trả cho cuộc sống của mình. Mình chưa cần biết câu trả lời của việc là gì, có thể có thể không. Câu hỏi thứ hai, mình có chắc chắn mình dám đánh đổi tất cả những gì mình đang có hiện nay, mặc dù nó hơi chán, để làm cái mà bạn nghĩ rằng bạn có thể làm, và bạn có chấp nhận đánh đổi để có cái kết quả đấy không? Câu hỏi cuối cùng, bạn nói rằng bạn có thể làm rất nhiều thứ, vậy hãy thử đi, thử chút một thôi, không cần phải đánh đổi tất cả, mình thử chút một. Nếu như thành công mình move từ từ, còn nếu như mình không thành công, không sao cả, cuộc sống là trải nghiệm. Chính sao? Nhưng mà làm nghề này khiến cho tôi ế lâu quá rồi. Tình duyên nó không phải là do bạn làm nghề này hay mình làm nghề này. Mình làm nghề này mình tiếp xúc con gái rất là nhiều, từ Nam chí Bắc, thượng vàng hạ cám. Tại sao giờ này vẫn chưa có người yêu? Có thể đi chơi, có thể nói chuyện vui vẻ, có rất là nhiều cô gái rất là muốn chia sẻ, rất là muốn tâm sự với mình. Nhưng mình lại chưa tìm được một người để mình chấp nhận rằng là mình sẽ không ế nữa. Vậy thì ế hay không không nằm ở bạn, mà nó nằm ở số phận của chúng ta rồi. Biết đâu cái người đấy phải gầy hôm đấy, biết đâu được tí bạn xuống cầu thang máy bạn sẽ gặp tiếng sét của mình. Bạn thấy đúng không? Và cuộc sống như thế mới thú vị. Chuẩn chưa? Đừng tìm kiếm, nó sẽ tự tới. Tôi thử bạn một chút xíu, nhập tâm vào để xem là bạn tư vấn cho tôi như thế nào. Nếu như mà tôi lâm vào tình cảnh đó mà tôi nghĩ rằng là thôi, tôi cũng đã có câu trả lời rồi, sẽ có hướng đi tốt nhất cho mình và không cần đi gặp bác sĩ tâm lý nhiều đâu. Một cách rất là dí dỏm. Trong tương lai gần, tương lai xa, bạn kỳ vọng gì ở cái nghề này, và mình sẽ phải thực hiện những gì để nâng cái nghề này được xã hội công nhận? Để mà cái nghề được công nhận, thứ nhất đó là bạn phải mang lại giá trị cho xã hội thật sự. Ngoài việc chơi game như mọi người nói là chửi thề này kia ra, thì ngoài cái niềm vui đấy ra, bạn phải đi theo cái truyền thống, cái văn hóa, và bạn phải đóng góp vào những cái sự kiện của xã hội, hay là truyền tải được những cái thông tin tích cực cho không chỉ giới trẻ mà đôi khi cả những người lớn tuổi hơn chẳng hạn. Thì cái cách tiếp cận của các bạn streamer ngoài mình ra cũng phải có một chút thay đổi, làm sao đó cho nó phù hợp với văn hóa thuần phong mỹ tục. Và đặc biệt hơn, mình nghĩ rằng đó là cần phải có nhiều người thành công với nghề hơn nữa, chứ không thể chỉ là một mình hay là một hai người được. Để theo nghề streamer thì đầu tiên đấy là các bạn đừng bỏ học. Có rất là nhiều bạn có nhắn tin cho mình bảo là em bây giờ em cảm thấy cái ngành học này em chán lắm, em muốn làm streamer. Đừng bỏ học. Bởi vì tất cả những cái các bạn đang học, kể cả như là mình học về kinh tế, là kế toán chẳng hạn, hay các bạn đang học về nghệ thuật, múa, hát, diễn viên, tất cả những điều đó nó đều có thể giúp cho bạn làm streamer thành công. Bởi vì hiện nay thì nó để dành cho các bạn có thể chơi game giỏi, các bạn có thể nói chuyện hay, các bạn có thể nhảy đẹp, các bạn có thể hát hay, hay đôi khi các bạn chỉ cần là nói chuyện vui và người khác muốn nghe. Vì vậy các bạn hãy cứ học đi. Để làm một streamer thành công bây giờ thì bắt đầu sớm hay muộn không quan trọng. Quan trọng là bạn phải có duyên, có tài và thật sự có kiến thức cả về xã hội lẫn cả về chuyên môn. Vâng ạ, một cái sự chia sẻ tôi nghĩ là rất rất đáng khen ở một người trẻ khi mà họ nhận thấy được cái giá trị của mình ở đâu, có một sự chuẩn bị kỹ càng thì tất nhiên là bạn sẽ có sự thành công thôi. Một lần nữa cảm ơn, phải gọi sao ta, một streamer, một hot boy, một hot Facebook, rồi một hot gì đó, rất là nhiều, một cái tên gì đó rất là có rất đang rất nổi trong thời gian gần đây, Biu, một cái sự ảnh hưởng rất lớn đối với các bạn trẻ. Bạn đã đến đây và tham dự chương trình với chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn đã đến với chương trình 22 giờ cộng 2.